đấy, bạn không biết được đâu. Anybody else? Có ai nữa không ạ? Chia sẻ. Yes. Who's got the mic? Yes. Outstanding. Outstanding. Okay. You don't need fear. Education. Always prepare yourself. Opportunity comes. When you're not ready, opportunity don't come to you. Thì là cơ hội làm sao phải đến với bạn được. Always be ready. Luôn luôn mình phải sẵn sàng. Ready for what? Sẵn sàng cho cái gì? Create your future, be ready for it. Đấy, mình phải chuẩn bị sẵn sàng cái tương lai mình chuẩn bị ra. You need money? Bạn cần tiền à? Why? Vì sao? What are you going to do with the money? Thế bạn sẽ làm gì cái tiền của bạn? So what you have right now? Vậy cái mà bạn đang có bây giờ. The money you have right now. Số tiền bạn đang có bây giờ. Is exactly right for you. Là chính xác là dành cho bạn đấy. If you have. Nếu bạn có. Is exactly right for you. Thì là chính xác của bạn xứng đáng như vậy. If you don't have. Nếu bạn không có. Is exactly right for you. Thì cũng chính xác của bạn xứng đáng như vậy. You don't deserve one cent more. Bạn không xứng đáng cái nhiều hơn một đô nữa. You know that? Nếu bạn biết điều đó không ạ? That's the truth. Đấy là sự thật đấy. So now the question is. Thế nên bây giờ câu hỏi là. Why do you need more money? Tại sao bạn lại cần nhiều tiền hơn? You want to buy another shoe? Muốn mua giày mới à? You don't need money. Chả cần tiền đâu. Because you don't need another shoe. Bởi vì bạn có làm gì đâu để giày mới làm gì? What are you going to do with the money? Thì bạn sẽ làm gì với cái tiền bạn có? Think about that. Hãy nghĩ về điều đó. When you are ready. Khi bạn sẵn sàng. The money will come. Tiền sẽ đến. If you just focus on yourself. Nếu bạn chỉ tập trung bản thân mình thôi. Not good. Không tốt đâu. You must always think about serving other people. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến việc là phụng sự người khác. When you serve other people, khi mình phụng sự người khác, your needs will be taken care of. Thì là cái nhu cầu của chúng ta nó sẽ được đáp ứng. You just think about yourself. Nếu mình chỉ nghĩ về mình không ấy, not enough. Thì là không đủ đâu. Unless, trừ khi, your father gave you the money. Bố bạn cho bạn tiền. Then I got nothing to learn from you. Thì lúc đó tôi chẳng có gì để học. Do you know something? Các bạn biết gì không ạ? I got nothing to learn from people who are born rich. Tôi chẳng có gì để học từ những người sinh ra đã giàu rồi cả. Nothing to learn. Chẳng có gì để học từ họ. Nothing to learn. Chẳng có gì để học. I want to learn from somebody. Tôi muốn học từ những người who was born poor. Người mà sinh ra đã nghèo. And made it successful in one lifetime. Và trong một cuộc đời thôi họ đã thành công. I want to learn from you. Thì tôi muốn học từ bạn. I want to learn from a rich man who was born rich. Chứ tôi không muốn học từ người mà sinh ra đã giàu. Got nothing to teach me. Thì bạn chẳng có gì để dạy tôi cả. And NLP is about that. Và NLP là về cái đó. It's about studying unsuccessful people who became successful in one lifetime. Là NLP nghiên cứu những người mà không thành công ấy, nhưng trong một đời họ trở nên thành công. And then we have the process. Và chúng ta tạo ra những quy trình. Somebody else got a mic?